chẳng khỏe. Ok, bây giờ là 5 giờ 35 phút ngày 12 tháng 11 năm 2017. Ok, chúng ta đang đến với những không khí đầu tiên của chuyến tham quan đến địa danh Hải Dương của trường trung học cơ sở Đinh Công Tráng trong năm học 2017-2018. Lúc này đã đông đủ, khá đông đủ các thầy cô giáo cùng với các bạn học sinh trong nhà trường đang đứng theo từng nhóm một để đợi xe và bắt đầu chuyến hành trình theo đúng thời gian đã đặt ra. Có thể nói một không khí hết sức là háo hức. Alo. Em học sinh chúng ta còn ở bên ngoài khu vực sân trường, chúng ta đi vào phần trường trong này nào. Lớp nào đủ rồi và xe nào đủ rồi. Đây, tôi cho quy đôn phó hiệu trưởng nhà trường đang nhắc nhở em học sinh chúng ta. Em học sinh. Tối là trường. Vâng. Hello. 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 Hello